Con, cho má nựng cháo một chút đi con. Kìa em, cho má nựng đi. Cho má nựng đi em. Đi đi. Dạ. Bác ơi, da em bé mới sanh còn non lắm, dễ bị dị ứng nhiễm trùng. Bác rửa tay sạch chưa bác? Sạch rồi, chắc không sao đâu. Dạ. Dạ, dạ tôi xin lỗi. Trả lại cho mẹ nó đi. Dạ. Không, không sao, má ẩm được mà. Thôi thôi, chắc nhỏ nó đói đó, mọi người ra ngoài đi, để má nó cho nó bú. Dạ dạ. Chị à, tôi tính bữa nào á qua bên nhà chị. Dạ. Nhưng sẵn bữa nay chị tới, thôi để nói luôn đi cho khỏi mất công. Dạ, có chuyện gì chị cứ nói. Tuy con Diệu á không phải là đứa con dâu do tôi lựa chọn. Dạ. Nhưng dù gì á, nó cũng sanh cho gia đình tôi một thằng cháu đích tôn ngon lành như vậy. Dạ. Thôi thì chờ mẹ con nó cứng cáp một chút, tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt, nấu mâm cơm cúng ông bà, để chính thức nhận con Diệu làm con dâu. Dạ. Dạ, con mời má. Cảm ơn mợ ba. Uống nước đi chị. Được chị thương như vậy là má con tôi mừng lắm. Ừ. Con Diệu thiệt là khéo đẻ. Thằng nhỏ không khác gì ba nó hồi lọt lòng, giống như là cắt mặt để qua vậy đó. Dạ. Tôi thấy nhỏ là tôi ưng bụng liền à. Cái nhà này tôi nói mấy bữa nay nó nhộn nhịp hẳn lên à. Dạ. Nhờ nó đó, nhờ nhỏ đó. Cháu vàng, cháu ngọc của tôi đó. Uống nước đi chị. Dạ. Tôi biết trước rồi mà, bà sẽ chẳng coi tôi ra gì một khi con Diệu để cho bà thằng cháu đích tôn. Nhưng bà đừng vội đắc ý. Con Diệu đẻ được thì tôi cũng sẽ đẻ được. Tôi nhất định không để con tôi sau này phải bị thua thiệt đâu. Mỹ à. Dạ. Ra đi con. Dạ, má kêu con hả má? Ừ, lát nữa con có ra chợ á thì tìm loại sữa nào á mà dành cho em bé mới đẻ bú. Nhớ là phải mua loại sữa tốt nhất nghe không? Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề, chỉ cần cháu nội của má mau lớn là được rồi. Phải cho nó bú thêm sữa ngoài á mới đủ sức lớn. Dạ, con đi liền má. Dạ. Đừng có quên mua bình sữa nữa nha. Với lại mấy cái nấm vú để nó thay đổi. Dạ. Mà con cũng tính nói với má nên dứt hẳn sữa mẹ đi, cho em bé bú bình như vậy á sẽ tốt hơn. Ê, đâu có được mợ ba. Sữa mẹ lúc nào cũng tốt hơn sữa ngoài hết đó. Bé nói làm sao á, chứ con cháu nhà giàu người ta bú sữa ngoài hết à. Với lại bác nhìn đi, chị Diệu ốm nhom ốm nhách, sữa của chị á làm sao đầy đủ các dưỡng chất. Nè chị, con Mỹ nó nói không phải là không có lý đâu. Tôi muốn cháu nội đích tôn của tôi á là nó phải khỏe mạnh phỏng phao, thông minh xuất chúng. Dạ. Tiền bạc tốn hao cỡ nào á tôi không có quan tâm. Dạ thưa chị, mình có thể cho thằng nhỏ uống dặm sữa ngoài, chứ dứt sữa mẹ thì tôi thấy tội nghiệp cho má con nó lắm. Ủa, có gì đâu tội nghiệp. Tôi đâu có chia rẽ má con nó đâu. Dạ nhưng mà... Thôi cứ vậy đi. Dạ, vậy con đi nha má. Thôi con đi đi. Con chào bác con đi. Đi đi con. Uống đi chị, uống nước đi. Dạ.
đã hẹn với người ta rồi, tới giờ vẫn chưa thấy mặt. Bực mình hết sức. Bây giờ mà trễ một chuyến xe thì phải đợi mấy tiếng đồng hồ. Ủa Loan, ủa Loan định về quê hả? Loan đang chờ anh Hiệp đưa ra bến xe. Ờ, Thái cũng về nè. Có gì Loan lên xe rồi Thái chở về luôn. Ờ, nhưng mà Loan có hẹn với anh Hiệp rồi. Chắc là anh Hiệp bận gì đó rồi tới trễ rồi. Mà trễ chuyến xe này về tới nhà là tối lắm á. Mình đã dặn là phải đúng giờ, vậy mà không chịu nghe. Phải cho anh ấy biết là mình giận mới được. Thôi được rồi, Loan sẽ đi với Thái. Loan lên xe đi. Xúc sơn rồi. Sao tự nhiên hư xe vào lúc này chứ? Thời tiết năm nay công nhận trúng lớn hả mấy bà? Nhờ trời Phật thương cho mùa lúa thuận lợi làm ăn vậy. Ước gì năm nào cũng được vậy đó bà. Cậu Phát ơi, có bà vợ lên tiền bà. Hả? À... trời ơi, ngồi chờ cái đường xây mà lâu quá à bà. Má à, con Phát. Má kiếm con hả? Bà nói gì bà? Chào mấy chị. Chị Năm. Mấy chị khỏe không? Dạ khỏe. Dạ. Chị Năm tới đây chơi hả? Lên hả? Dạ. Má ngồi đây nè má. Được rồi con, để đó má. Con mời má. Cảm ơn con. Nóng nha má. Má má kiếm con có gì không má? Ừ. Má muốn hỏi thăm má con gì không? Sao hả con? Qua này nhỏ ngủ yên không con? Lộc hả? Nó hết khóc đêm rồi. À. Bây giờ sữa của vợ con nhiều lắm. Nó dư sức bú luôn á. Trời ơi, nghe con nói vậy má mừng lắm. Hồi nãy má đi chợ, má mua móng giò nè con. Đó. Còn trái đu đủ nè, thằng Hiền nó hái sau nhà đó. Con đem về con hầm cho con Diệu nó ăn. Sữa nhiều lắm đó con. Má mua chi tốn tiền vậy để con mua được rồi. Má mua cho con gái với cháu ngoại má không được sao? Nè. Dạ con cảm ơn má. Ủa má, sao má với lại em Hiền không qua chơi? Con của con á dạo này lớn lắm. Mỗi ngày mỗi lớn, nó lớn nhanh lắm. Dễ thương lắm. Ờ, để rảnh rồi má qua nha. Dạ. Má, cái này ăn nhiều sữa hả má? Ừ, đúng rồi đó con. Nhưng mà má con dặn từ hôm nay phải cho cô Lộc dứt sữa mẹ. Ừ, thôi tùy con đi. Ý của má con thế nào á thì làm theo đi cho má con vui lòng. Dạ không. Con á thì con thích là cho cô Lộc uống sữa dịu. Nhưng mà lời của má con thì con không có cãi được. Má yên tâm đi, con đang suy nghĩ. Con thôi, đang thôi, con à, má con đã quyết rồi, tụi con nên làm theo đi. Mà thôi má về đi. Trời ơi, đưa đây cho má, đợi lâu lắm. Đây. Quá má buồn hả má? Cố gắng đi. Má không có buồn đâu. Không, con biết con nhìn má là con biết má buồn. Không có đâu, con làm theo ý của má con đi. Má không có buồn đâu. Thôi má về nghe con. Nè, nói với nó là má nhớ thằng Lộc với lại con Diệu lắm nghe.
Ủa, thôi vậy má về nha con. Ủa, dạ, chào mấy chị đi về. Chị Năm về hả chị Năm? Biết hả? Trời ơi, chị hai cơ nó kìa. Ô, chào. Gì vậy? Hả? Ồ, coi kìa. Trời ơi. Sao hả con? Chắc là đói rồi phải không? Ôi, thôi được rồi. Giữ giùm chị nha cô. Để chị lấy cháo nha. Ừ, dạ. Đây. Nè, sữa đây. Nè, sữa cho cháu nội đứa tôn của tôi đây. Dạ. Nè, ơi. Nè, nội kêu thím ba pha cho con đó. Dạ đây. Nè, mum nè, cho em mum đi. Nè con, ôi trời ơi, ngậm tay hả? Mẹ thương lắm. Mum hả con? Ui, giỏi nha. Con giỏi đi. Giỏi. Cái gì? Bộ, chị hai không có sữa hay sao mà cho cháu bú bình vậy? Má nó gầy ốm vậy á, sữa nóng lắm, thằng nhỏ bú không có tốt. Má cho cháu nội má uống sữa bình, nó mau lớn, nó bụ bẩm, nó dễ thương. Phải không, cục vàng của nội? Nhưng mà má, sữa mẹ vẫn tốt hơn mà. Cho bú bình á thì bú, nhưng mà vẫn phải cho bú sữa mẹ chứ. Không, bú hai ba thứ lộn xộn lắm. Con có kinh nghiệm đâu mà bị đặt nói lung tung. Hả con? Phải không? Bây giờ con giống như là người ở trong cái nhà đó vậy đó. Vừa phải lo cơm nước cho cả nhà, rồi vừa phải lo cho cái thằng nhóc khốn kiếp đó nữa. Con nói thiệt là con hết chịu nổi rồi đó. Con phải nói với bà hai, mướn người làm đi chứ. Đâu thể nào bắt con phải hầu hạ mọi người như vậy. Bộ bả tiếc tiền không chịu mướn người làm sao? Ý đó là ý của con. Con đuổi con lượm đi. Con không chịu mướn ai nữa hết đó. Sao con phải làm cho mình cực khổ như vậy? Tại con có kế hoạch điên của con. Nếu mà có thêm người làm ở trong nhà, con sợ là con sẽ khó ra tay. Mà con tính làm gì? Con cũng chưa biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là con phải làm một điều gì đó. Con nhất định. Con không thể nào mà để cho má con Diệu nó sống nhẫn nhơ vui vẻ trước mắt con được. Bây giờ á, má chồng con đội thằng nhỏ lên đầu. Mai mốt á, nó lớn một chút nữa, con dám chắc là quyền hành á, sẽ giao cho nó hết. Rồi đây con cũng có con. Con của con á, cũng là cháu nội của bà. Không lẽ bà bỏ nó sao? Nhưng mà chừng nào con mới có con. Là con trai hay con gái á, con còn chưa biết nữa. Nhưng mà con Diệu thì khác. Nó đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi má ơi. Má không biết đâu. Bây giờ trong nhà đó hả, từ trên xuống dưới, ngay cả thằng chồng vô tích sự của con kìa, ai cũng bù lấy má con của nó hết. Ai cũng coi má con nó là trung tâm của cả thế giới. Mà con biết là con tủi thân lắm không? Con phải ráng nhẫn nhịn một thời gian. Dù gì đi nữa, má chồng con cũng thương con nhiều hơn nó. Chỉ cần con sanh con trai thì má tin tình thế sẽ đổi ngược liền à. Nhưng mà má chỉ sợ. Má sợ gì? Má sợ chuyện vỡ nợ của má mà lan ra lúc này á, thì coi như... Thôi được rồi, con sẽ lấy giấy phép kinh doanh của nhà máy đem về cho má đi thế chấp. Nhưng mà má làm gì thì làm, phải làm cho kín đáo, đừng có cho ai biết. Chuyện này á, con cần phải dặn. Diệu ơi. Dạ. Diệu ơi. Chết rồi.
Sao anh? Không có ai hết. Làm đi, làm đi. Làm đi. Em ơi, cái này không có ga. Uống cái này chừng nào mới hết? Trời, anh mở ra, anh ực cái cho nó hết, cho nó lẹ. Ờ ha, bởi vậy vợ lúc nào cũng... Hết rồi, bé bú cạn rồi, hết rồi. Anh nhìn là anh biết liền. Anh nhìn là anh biết em có chuyện buồn rồi. Đâu có, em đâu có buồn gì đâu. Em ngồi đây hóng mát thôi mà. Xạo. Em không thể nào giấu anh được. Chỉ có anh giấu em được thôi. Từ nhỏ tới giờ. Giờ chuẩn bị khóc nè. Đúng không? Anh Hai ơi, em buồn quá hả anh Hai? Dậy đi anh, dậy đi, em nói chuyện này nè. Dậy, dậy. Để em cho anh ngủ coi. Dậy đi, ngủ gì mà ngủ hoài à. Đi thì thôi, về tới nhà là lăn đùng đó ngủ à. Biết tới chừng nào mà hai vợ chồng mình mới có con được nữa. Cái gì, con hả? Sớm muộn thôi em ơi, em không cần phải lo đâu. Trời ơi là trời, sao tôi khổ dữ vậy nè trời. Chồng người ta thấy mà ham à. Ham thằng nào thì lấy thằng đó đi. Cái gì? Cái gì? Anh đừng có thách tôi nha. Bộ anh tưởng là tôi không kiếm được người nào hơn anh hả? Trời ơi, làm ơn đi, để im cho anh ngủ đi. Em nói gì á, để sáng mai rồi nói. Bây giờ anh xỉn lắm rồi, nói cũng đâu có nghe đâu. Trời ơi. Có chuyện gì buồn tâm sự với anh đi. Bây giờ đứa nào ăn hiếp em á, em nói, anh giải quyết nó liền. Em đã nói là không có kể được mà. Nhưng mà dù sao em cũng rất vui vì được anh quan tâm chia sẻ. Em cảm ơn anh Hai nhiều lắm. Khờ quá. Mình là anh em, có gì đâu mà cảm ơn cảm nghĩa. Ủa, chị với là cháu em ngủ rồi hả anh? Ngộ lắm nha. Thằng nhóc á, nó bú no xong nó lăn ra nó ngủ. Chị hai em á, cho nó bú cái này nè. Xong rồi á, lăn ra nằm ngắm nó. Xong rồi anh á, nằm lăn ra ngắm hai mẹ con chị hai em. Anh nói thiệt á, chỉ có bây giờ anh đang mắc nói chuyện với em, chứ không á là anh vô anh ngắm hai mẹ con rồi đó. Anh Hai à, em mừng cho anh lắm. Anh có được một thằng nhóc rất là đáng yêu. Em nhìn thấy anh và chị Hai yêu thương nhau như vậy, em cũng mừng. Nhưng em hỏi cái này, anh Hai đừng có giận em nha. Khờ quá à. Mình là anh em thì có gì em cứ hỏi đi. Anh à, chị Hai, tính tình chị Hai có tốt không anh? Có khi nào chị Hai xúi anh làm những chuyện gì đó không phải với gia đình mình không anh? Không. Em hỏi anh kỳ vậy? Ai bày em hỏi câu đó vậy? Thì bây giờ anh cứ trả lời em đi.
Nhưng mà anh nhớ là phải trả lời thiệt tình đó. Anh đã nói rồi, mình là anh em, anh không có được giấu anh em. Anh nhắc lại với em một lần nữa, anh rất thiệt tình với em. Anh nói thiệt với em, chị hai em rất là tốt. Chị hai em có xúi giục anh làm, nhưng mà làm những chuyện tốt cho gia đình mình không mà. Thôi thôi bây giờ á, tính tình chị hai của em sao á, từ từ rồi em sẽ biết. Anh nói em nghe nè, mọi người trong nhà này kỳ lắm, nói anh binh vực chị hai, nhưng mà không phải. Tính tình chị hai em cực kỳ tốt. Bây giờ anh sẽ chọn cách rất là thông minh. Anh không nói, anh chỉ nói một câu, một câu thôi. Anh rất cảm ơn trời Phật đã đem chị hai cho anh. Em tin anh, chỉ cần thấy anh vui là em hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc sao em buồn hoài vậy? Đừng buồn nữa. Em nín rồi, đâu có khóc đâu. Anh nói một câu nữa. Nãy anh nói thiếu, bây giờ anh nói ra đầy đủ. Anh rất may mắn khi có một đứa em như em và một người vợ như chị em. Đó, đủ ý rồi đó. Vậy còn thằng nhóc đáng yêu nữa làm chi? À rồi rồi, bây giờ anh nói lại, anh nói lại cho đủ ý. Nãy nói thiếu ý, bây giờ anh nói câu cuối à. Anh rất may mắn khi có một đứa em như em. Có một đứa em, à không, có một đứa con như thằng nhóc và một người vợ như chị hai. Ờ mà ngộ, thằng nhóc đó ngộ lắm nha. Mỗi lần mà nó bú xong á, cái nó lăn ra nó ngủ. Đúng rồi. Cái chị hai cho nó bú no xong á, cái chị hai lăn ra chị hai ngắm. Đúng rồi. Xong cái hai mẹ con ngủ, cái anh lăn ra anh ngắm hai mẹ con có đúng không? Đúng rồi. Ủa sao em biết vậy? Em rình phòng anh đúng không? Anh hai nói bậy quá à. Chưa tới tuổi, khi nào em tới tuổi là em sẽ biết. Em đừng có rình phòng anh. Anh hai, trời ơi, anh nói bậy cái gì vậy? Anh vừa mới nói cho em nghe xong à. Em rình phòng anh hồi nào? Anh nói rồi hả? Ủa vậy là nhà mình ai cũng biết hết hả? Thôi kệ vui mà. Thôi anh đi vô đi ngắm chị hai em. Em đừng có buồn nữa nha. Lần này cô Út về, chị thấy cô Út không có được vui. Chị ba tin ý thiệt đó. Có phải cô Út buồn, chị thấy cả nhà ai cũng tíu tít dây lấy thằng bé, không quan tâm gì tới cô Út, đúng không? Chị cũng thấy bất bình lắm đó. Chị ba à, không có đâu. Không lẽ em vậy mà đi ganh tị với cháu em hả? Vậy hả? Vậy sao cô Út không được vui vậy? Em buồn chuyện riêng thôi à. Nè, cô Út có người yêu rồi đúng không? Dạ. Vậy sao cô Út không dẫn bạn về chơi cho cả nhà biết mà? Không được đâu chị ơi, em sợ má la lắm. Cái gì mà la? Cô Út có người yêu, má mà nghe được má mừng muốn chết. Ở đó mà la cái gì? Nhưng mà gia đình anh ấy nghèo lắm, em sợ là má không đồng ý. Sao anh em nhà này cứ lựa mấy người nghèo để yêu không vậy trời? À chị ba. Hử? Chị á là người được má cưng nhất, má lại nể chị nữa. Hay là chị nói với má giùm em được không chị ba? Chị hả? Dạ, chị nói giúp giùm em đi nha chị ba. Thì thôi cũng được. Có gì để chị thử coi làm sao. Nhưng mà em phải nói cho chị biết qua người đó làm sao chứ. Anh ấy á, tuy nghèo nhưng mà anh tốt lắm, lại có tài nữa. Anh ấy á, đàn giỏi nè, hát hay nè, rồi lại còn biết làm thơ, biết vẽ tranh nữa. Nhiều lắm. Nghe em kể á, là chị thấy nể người đàn ông này rồi đó nha. Hèn gì em thích ảnh cũng phải. Nhưng mà đặc biệt là anh ấy còn đẹp trai nữa. Thì ra đây là lý do chính mà em yêu ảnh đúng không? Chị ba kẹo em hoài. Thôi được rồi. Có gì để chị lựa lời dò hỏi má coi làm sao. Có gì chị nói cho cô Út nghe ha. Dạ em cảm ơn chị ba nhiều. Ơn nghĩa gì. Chị hái nữa đi. Ngày mai em đem lên cho tụi bạn em ăn luôn. Thôi để chị chạy vô lấy cái đổ khác nha. Để chị đem cái này vô trước cho. Dạ rồi.
đi vô. Dạ, con chào bà. Chú em tới đây tìm ai? Dạ, thưa bà, con nghe người ta nói là ở nhà đang cần người thợ làm vườn phải không bà? Chú em tới đây xin việc đó phải không? Dạ phải. Thôi được rồi, chú em vô nhà nói chuyện. Dạ. Đi. Dạ. Vô đi chú. Chú qua ngồi đây đi. Dạ thôi, con đứng được rồi bà. Nè chú. Dạ. Chú rành cái chuyện làm vườn chưa? Dạ, con biết chút chút thưa bà. Nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ, con được 26 tuổi. À, Mỹ. Dạ. Lại đây. Có chú em này tới xin làm vườn nè. Dạ, chào cô ạ. Chào anh. Ủa, anh là người ở đâu? Sao tôi chưa từng gặp qua vậy? Nhà tôi thuộc bằng miền Trung á, nhà nghèo khó khăn, cho nên tôi trôi dạt vào năm sinh sống. Hèn gì. À, mà anh biết làm vườn chưa? Dạ biết chứ cô. Tôi khéo tài lắm á, siêng năng, lại khỏe mạnh nữa. Mướn tôi á là bà với cô khỏi cần phải lo gì hết trơn á. Nhưng mà có điều là... Sao? Dạ, con không có nhà cửa gần ở đây, nên nếu bà và cô nhận con vào làm á, con xin được ở lại đây. Chú ở lại đây? Dạ. Cái chuyện này hơi khó nghe con. Dạ, má, con nghĩ là chắc là không sao đâu. Nếu anh ta siêng năng cần mẫn á, thì mình cứ nhận anh ta. Rồi cho anh ta cất một cái chòi nhỏ sau giường để ở, sẵn canh giường cho nhà mình luôn, được không má? Dạ được, dạ được á. Bà với cô á, cần tôi làm gì á, tôi cũng làm được hết á. Con không quan tâm vào chất như thế nào đâu, thưa bà. Dạ. Ờ, vậy cũng được. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Tôi cảm ơn cô. Chúng ta chia tay đi. Anh Hiệp, anh làm gì vậy? Có gì á thì từ từ nói. Chưa gì á mà đã đùng đùng đòi chia tay rồi. Anh yêu em vô cùng.
Diệu ơi. Dạ ơi. Anh hạnh phúc lắm. Ai, đợt, con đang ngủ. Anh hạnh phúc quá à. Em cũng hạnh phúc nữa. Ê, con đang ngủ mà. Diệu ơi. Dạ ơi. Em nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa? Em tùy anh với má thôi à. Không có được. Tại vì á, công em mang nặng đẻ đau, em phải là người đặt tên cho con chứ. Em cứ nghĩ đi. Chừng nào nghĩ ra thì anh chạy ù lên xã làm giấy khai sinh cho con. Không có được đâu anh. Chuyện này anh phải hỏi qua ý kiến của má. Má là... Thiệt tình á. Em không có hiểu ý của anh rồi. Em không có nghe lời anh. Khi nào cái gì của má thì mình mới hỏi ý kiến của má. Giống như nhà máy á, thì mình hỏi ý kiến của má. Còn con là con của mình thì mình phải hỏi ý kiến của mình chứ, tại sao lại hỏi ý kiến của má? Nhưng mà anh là con của má, anh phải tôn trọng ý kiến của má chứ, đúng không? Ồ vậy hả? Ừ, anh phải hỏi ý kiến của má. Công nhận, nhờ Diệu ơi mà anh mới biết á. Ngày mai anh đã hỏi má một lần. Má không biết á, anh chạy đã hỏi em tiếp nha. Diệu ơi, con đang ngủ, đừng làm vậy. Em nói rồi đó. Anh mà không biết lo xa, mai mốt vợ chồng mình xách cái bì đi ra ngoài ăn xin cho thằng coi. Em nói gì thấy ghê vậy? Chứ còn gì nữa. Anh thấy chưa? Bây giờ suốt ngày má chỉ còn biết tới thằng nhóc đó thôi à. Nếu mà vợ chồng mình không có con trai á, thì chẳng phải gia tài này mai mốt thuộc về thằng nhỏ đó hết sao? Vậy chứ bây giờ em biểu phải làm sao? Bây giờ anh phải ráng siêng năng cần mẫn để má thấy được má thương. Anh thấy vợ chồng anh hai không? Khùng thấy ớn luôn. Cả hai vợ chồng ai cũng nịnh má hết. Bởi vậy hồi lúc trước má ghét con Diệu, còn giờ thì sao? Khác hoàn toàn. Cho nên bây giờ nhất định mình phải có con. Bằng cách nào? Thì bây giờ anh đừng có rượu chè bê tha nữa, thì tự nhiên có sức khỏe dồi dào, quan hệ vợ chồng thường xuyên, thế nào cũng phải có con thôi. Quan hệ cái gì nổi mà quan hệ. Đêm nào á, cô cũng cằn nhằn tôi, mất hết hứng thú à. Thì chứ tại ai? Tại ai mà tôi cằn nhằn? Nếu mà anh đừng có đi uống rượu bài bạc, mỗi lần mà đi làm việc về á, thì đi về nhà sớm đi. Thấy anh hai không? Đi làm là về nhà liền à. Thì lúc đó tôi có cằn nhằn cưỡi nhửi anh không? Sao lúc trước không cưới anh hai đi? Trời đất ơi, anh nói vậy mà nói được hả? Nói chuyện với anh tôi muốn bể cái bụng nè. Đó đó, thấy chưa? Cái đồ cút này á, lúc nào cũng vậy hết, làm sao mà có con được trời. Nhìn gì? Bực bội. Nhưng mà anh phải giúp em. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu như mà bỏ qua cơ hội lần này nữa, không biết bao giờ tên em mới được xuất hiện trên mấy tấm băng rôn quảng cáo nữa. Nhưng mà số tiền đó quá lớn đối với anh. Anh không thể xoay sở nổi. Anh à, anh phải ráng giúp em. Nếu mà em ngoi lên được thì dĩ nhiên là em sẽ kéo anh theo. Rồi đây chúng ta sẽ được hát cùng nhau trên những sân khấu lớn. Tên của chúng ta sẽ nằm cạnh nhau trước những nhà hát và các affiche quảng cáo nữa. Bộ anh không thích điều đó hả? Dĩ nhiên là anh thích rồi. Nhưng mà bây giờ anh biết chạy ở đâu ra kiếm số tiền đó. À, tại sao em không thương lượng với ông ta? Bây giờ cứ lăn xê mình trước đi, sau đó mình trả ông sao? Nói như anh thì dễ dàng quá rồi còn gì nữa. Nhưng người ta không có chịu, nên em phải cầu cứu anh nè. Chỉ cần có 2 triệu thôi là ông ta sẽ lăn xê em hết mực luôn. Đảm bảo là em sẽ được hát trong các chương trình lớn. Và tiết mục của em sẽ là tiết mục đinh của chương trình đó. Anh ráng nghĩ coi có cách nào giúp em không? Số tiền này lớn quá. Loan có khả năng đáp ứng cho mình không? Phải thử mới biết. Anh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà anh không dám hứa gì đâu nha. Nói chung á,
là anh cố gắng là được rồi. Em á, tin tưởng vào khả năng quyền biến của anh. Nội nói chuyện với con kìa. Cưng luôn. Bà cưng cháu nội bà nha. Nè Phát. Dạ. Giờ đặt nó tên gì? Dạ. Đặt tên gì nè? Đặt tên gì mực? Đặt tên mực đi. Gì mà tên mực? Đờ, để ta coi. Để má nghĩ coi. Mày tên Phát phải không? Dạ. Vậy thì đặt nó tên Tài đi. Dạ. Phát Tài ha. Cậu tên Tài nha mực. Nhớ nha. Ý. Mà không được, không con... được con ơi. Phát Tài, Tài Phát nghe không hay. Dạ. Mình đặt cái tên nào mà đọc xuôi đọc ngược nghe cũng hay á. Dạ. Lộc. Dạ, Lộc cà Lộc cà Lộc. Phát, Lộc, Lộc Phát. Hay Phát, lắm Lộc, rồi, Phát. Tên cháu nội tôi tên Lộc. Lộc, Lộc á. Con, nhớ không? Lộc. Ba má. Lộc, Lộc. Dạ con chạy xuống con nói cho vợ con vui. Lộc. Xong rồi mình đi làm giấy khai sinh nha má. Rồi bay đi đâu đi đi để bà cháu tao ngồi đây. Dạ. Bà cháu tao ngồi ở đây. Má với hoàng đàng hoàng nha. Vui. Chơi với con ha, ngoan ha. Là có tên rồi. Cái đây thì coi nè con. Tặng. Thương con quá. Ồ, giỏi quá. Đúng rồi. Thương quá. Cháu nội đích tôn của bà. Anh đem vô bệnh viện liền đi. Thức ăn còn nóng, để bác ăn rồi uống thuốc nữa. Cảm ơn em. Anh buồn quá. Nhà anh thì đông anh em, vậy mà khi má anh đổ bệnh rồi thì không ai chăm sóc hết. Sao kỳ vậy anh? Chuyện gia đình anh dài dòng lắm. Nếu mà anh không theo nghiệp ca hát, anh ở nhà chăm sóc má anh thì cũng không đến nỗi. Đất đai ruộng vườn bị mấy đứa em ép bán chia nhau hết, cho nên anh cũng chẳng còn gì. Bây giờ khi má anh bệnh nặng thì không còn tiền để chữa trị. Bác sĩ nói chữa bệnh tốn kém nhiều không anh? Vừa mổ vừa thuốc thang nữa, chắc khoảng 2 triệu. Trời ơi, 2 triệu sao mà nhiều quá vậy? Họ nói đó chỉ là hiện tại thôi mà. Còn nếu mổ mà không hết, phải xạ trị, còn tốn nhiều hơn nữa kìa. Má anh mà có chuyện gì, chắc anh không sống nổi đâu. Loan, em giúp anh có được không Loan? Trời ơi, vài trăm á thì còn được, chứ số tiền lớn như vậy em làm gì có. Em là con gái út trong gia đình, hay là em hỏi mượn giúp cho anh được không? Mai mốt á má anh khỏe lại rồi anh sẽ lo tiền trả cho em. Không được đâu anh ơi. Loan à, nếu mà không chữa được cho má anh, suốt đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Anh khổ quá em ơi. Chắc anh chết cho rồi, chứ không muốn nhìn thấy cảnh má anh đau quằn quại trên giường bệnh.